hơn đúng không? Lần này nó cũng không được to quá. Em nói sao? Cái cùi nó cũng ít to ấy chị. Hả? Chị nhét cháu vào hạt ven nhé. Mấy giờ con học? Chào mẹ Mỹ ơi. Chủ nhật Mỹ ơi. Ủa, chủ nhật hả? Em rút này mà mồm đây xíu nữa đi lại nữa. Em nói sao? Rút đây được xíu nữa đi lại nữa nó mới sạch nè. Mồm đây nó về đứt luôn. Nó xét xét nó nhỏ. Con với mẹ đi ăn rồi bố tự tốt đi. Ý là hai mẹ con không định về nhà.
Thì cái rất chậm rồi. Hà mã em 12345 432. Ôi cái mũi anh ấy đẹp quá. Bao nhiêu năm nó tồn lên trên đó. 12345.
432. Ờ, sầu riêng hả? Rồi, vậy tí nữa con xin hai mẹ lại cho con rồi nha. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5. 432. Mấy đứa con đi ăn rồi đó. Mấy đứa con ăn rồi. Em bấm số thôi chứ không có chữ hai mẹ đâu. 1, 2, 3, 4, 5. 432. 432. Con không biết đi 6 lấy gì nữa. Đúng rồi. Đi 6 là lấy gì? Rồi chữ xíu. Thì cái tên sầu riêng đi 6 con. Chắc nó ghét sao cũng biết. Sầu ghét. Cái bữa mình ăn còn ngon lắm, mình được hai cái nhỏ xíu nhớ. Không có được ăn nào. Cái bữa đó con đi hả? Đâu có, đâu mà bữa nào cũng được đi đâu. Con không có được đi, con bữa